Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, trong cuộc thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi, có ý kiến về những quy định về việc dừng chiếu hoặc rút phép với các tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của những nghệ sĩ vi phạm về đạo đức, an ninh chính trị, phát ngôn. Đề xuất này đã tạo ra những ý kiến trái chiều trong dư luận. Và để cùng bàn về vấn đề này trong chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp về vấn đề này ạ. Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Thưa chị, vậy trong lĩnh vực làm về điện ảnh, là một người đạo diễn, thì chị đánh giá như thế nào về những ý kiến mà tôi vừa chia sẻ? Tôi nghĩ rằng là cái ý kiến này nó bắt đầu được khởi xướng bởi vì truyền thông của mình đưa tin rất là dày đặc về cái trào lưu mà chúng ta tạm gọi là phong sát của Trung Quốc đối với một số các nghệ sĩ của họ. Thì bắt đầu mới có những cái tín hiệu này về phía Việt Nam, thì cá nhân tôi đánh giá rằng đây là một cái sự học hỏi kinh nghiệm nó hơi vội vã. Dạ, ở chúng ta cũng thấy rằng là Trung Quốc họ đang rất là mạnh tay, có thể nói rằng là thanh trừ, thanh lọc những cái nghệ sĩ mà có cái sự ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Giống như là những cái người mà thần tượng hóa mà đang bị gọi là, như người ta gọi là tẩy chay đấy ạ. Vậy thì ở Việt Nam với những cái nghệ sĩ như vậy thì chúng ta có nên cấm sóng những cái tác phẩm họ tham gia, hoặc là những tác phẩm họ đã tham gia rồi chúng ta có những cái chế tài xử lý không ạ? Tôi nghĩ là với mỗi một công dân ở trong xã hội, dù họ có là nghệ sĩ hay là không ấy, thì đã đều chịu cái sự chi phối của luật pháp nói chung rồi. Nếu như mà bạn nhìn nó và quy chiếu nó vào trong cái tác phẩm hoặc các cái dự án, không chỉ là dự án nghệ thuật mà họ tham gia, mà chúng ta tính đến một cái phương án là như bạn vừa mới dùng cái từ là thanh trừng hoặc thanh lọc, thì mình thấy rằng là đó là một cái cách ứng xử nó thực sự là một cái quyết định rất vội vã. Và nói một cách khác là mình còn chưa tính đến những cái luật khác khi mà họ, cái điều luật của mình nó cần phải bảo vệ con người trước hết. Chưa kể đến cái chuyện là mình thấy là một cái người nghệ sĩ ở trong một dự án nghệ thuật thì họ chỉ là một cá nhân thôi, chứ họ không phải là tất cả cái dự án đó. Cái cách này về phía luật pháp thì mình nghĩ nó là một cái sự vội vã. Dạ. Tôi cũng nghe được dư luận và cũng rất là nhiều những ý kiến họ cho rằng là rõ ràng là những cái người diễn viên chẳng hạn, hay là họ là những người nghệ sĩ, họ chỉ là một yếu tố ở trong một cái tác phẩm điện ảnh. Khi mà nó đã lên hình lên khuôn rồi, không có lý gì mà lại xử lý trên toàn cái cục diện chung như vậy. Nó không phải là một cái cơ chế được mọi người ủng hộ. Vậy thì không biết là với những cái ý kiến như vậy thì cái cách xử trí ở Việt Nam chúng ta sẽ đưa vào trong những cái luật hiện hành như thế nào? Thực ra không cần đến những cái quy chế dành riêng cho nghệ sĩ, thì một công dân trong xã hội dù đang làm bất kỳ một ngành nghề gì, nếu như có cái vi phạm sai trái về mặt pháp luật mà nói, ví dụ như là phạm phải cái việc ví dụ như là hiếp dâm, hoặc là có những cái hành vi trái với cả đạo đức, trái với cả luật pháp mà theo luật pháp quy định, thì tôi nghĩ là không cần đến cái quy chế dành cho nghệ sĩ riêng đâu, và bản thân pháp luật họ cũng đã lên tiếng rồi. Mình hoàn toàn có thể ứng xử với họ như một cái công dân, mà người công dân đó đang có những hành vi đi trái lại với pháp luật, chứ không cần phải thêm một cái quy chế nữa dành cho nghệ sĩ. Cái cách mà chúng ta đang ứng xử nó mang cái tính răn đe, hiểu theo cái nghĩa là chúng ta phát động một cái phong trào để thế hệ trẻ, hoặc là để công chúng, để khán giả nhìn vào và lấy đó làm tấm gương. Tôi cho là với cái xã hội hiện đại thì việc lấy ai đó ra làm tấm gương thì nó cần phải rất là thận trọng. Khi chúng ta nói rằng là đây là những cái người thần tượng mà cái hành vi của họ có thể làm ảnh hưởng đến giới trẻ, thì cũng cần phải nghĩ lại là cái việc mà chúng ta làm với những nghệ sĩ nó có thể cũng sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến những cái người mà đang quan sát, không chỉ là giới trẻ. Và người ta cũng cho rằng là với những cái dự thảo trong lần này thì rõ ràng là đạo diễn này, hoặc là những người làm cái công tác sản xuất ra những cái tác phẩm nghệ thuật thì cũng có vai trò trong cái việc mà lựa chọn những cái nhân vật, những cái nghệ sĩ để mà ít nhất là qua cái lăng kính của họ thì những cái việc mà sai phạm đấy đã được lọc qua một lần rồi. Thì quan điểm của chị thế nào? Khi mà tôi làm một bộ phim hoặc là các anh em đồng nghiệp làm một bộ phim thì đúng là hiểu theo cái công đoạn mà khán giả có thể rất dễ dàng tiếp cận, đấy là việc casting, có nghĩa là mình tuyển những cái người diễn viên để tham gia vào dự án của mình. Thật ra mà nói, trước nay ấy, mình không có một cái định nghĩa rằng cứ là diễn viên hoặc cứ là ca sĩ hoặc cứ là nghệ sĩ thì cần phải đạo đức 10 trên 10. Chưa bao giờ mình đề cập đến cái việc đó cả. Mà chỉ đơn giản mình nghĩ rằng là trong xã hội, dù bất kỳ một cái thành phần nào, bạn làm bất kỳ một công việc gì thì bạn cũng phải làm cái người mà sống tử tế, sống tốt đẹp. Cái đạo đức là cái đạo đức bạn giữ cho con người chung, chứ không phải là vì bạn là diễn viên nên bạn cần phải có đạo đức. Còn nếu bạn không phải là diễn viên thì bạn không cần điều đó. Nên khi tôi casting thì tôi sẽ không hỏi cái bạn diễn viên đến để casting là điểm giáo dục công dân của em ở trường là mấy, hoặc là em có phải làm cái người đạo đức hay không,
hoặc là quan niệm của em về đạo đức như thế nào, chúng tôi sẽ không hỏi những điều đấy. Chúng tôi sẽ quan tâm đến ngoại hình, quan tâm đến tài năng, quan tâm đến khả năng trong diễn xuất, tất cả những cái gì mà bạn ấy có thể phù hợp với cái bộ phim. Tất nhiên là khi mà mình đưa một nhân vật, một cái cá nhân vào trong một dự án thì mình sẽ phải quan sát nhiều thứ hơn như vậy. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải xem qua về hồ sơ, về cái tiểu sử của bạn ấy như thế nào. Đương nhiên là nếu như bạn ấy gặp một cái vấn đề nào đó trong cái cuộc sống cá nhân thì đấy cũng là một cái điều mà khiến cho nhà sản xuất hoặc là đạo diễn rất là cân nhắc. Nhưng nó không phải là yếu tố quyết định nhất đối với cả cái quyết định lựa chọn bạn ấy làm diễn viên hay là không. Tuy nhiên mình cũng trở đi cũng phải trở lại để thấy rằng là ở trong xã hội mình có rất là nhiều những cái gọi là một cái thời gian mà mình nói với nhau về sự khoan hồng, về sự đạo đức nói chung, về cái sự ứng xử giữa người với người. Mình không thể nhìn vào những cái sai lầm trong quá khứ để mình quy kết rằng là cái người này họ không còn xứng đáng hoặc họ không được phép làm công việc này hoặc công việc khác. Còn nếu như bạn ấy đã tham gia vào trong dự án của mình rồi thì bạn ấy ở trên trường quay, bạn làm tất cả mọi công việc, nếu ở trên trường quay, nếu trong cái dự án phim đó bạn ấy có hành vi sai trái, ví dụ như là lừa đảo, ví dụ như là gây hấn với bạn diễn, ví dụ như là có những cái hành vi bắt nạt hoặc là lạm dụng tình dục với bạn diễn hoặc là với bất kỳ một ai trong cái giai đoạn đó, thì đương nhiên là cái người quản lý cái đoàn làm phim thì chúng tôi phải lên tiếng. Bởi vì nếu chúng tôi không lên tiếng thì luật pháp cũng lên tiếng. Nhưng nếu như mà nó diễn ra sau khi cái thời gian mà bộ phim đã sản xuất rồi thì đấy nó là tai nạn. Cái tai nạn này là cái điều mà không một ai mong muốn. Rất nhiều những cái vụ scandal ở trên thế giới nó xảy ra và nó làm ảnh hưởng đến cái bộ phim. Nhưng ngay kể cả những sự ảnh hưởng đến phim thì đấy cũng là do cái quyết định của công chúng, quyết định của khán giả và cái sự hệ quy chiếu của pháp luật dựa trên cái vi phạm của công dân đối với pháp luật, chứ không phải là quyết định của chính quyền đối với một người nghệ sĩ rằng là anh là nghệ sĩ thì anh không được làm việc này, hoặc anh đã là nghệ sĩ mà anh vi phạm thế này thì tôi sẽ cấm luôn tất cả những tác phẩm anh tham gia. Tôi nghĩ cái cách đó nó hơi giống như là chúng ta cầm một cục tẩy và chúng ta tẩy hết tất cả những gì mà chúng ta cho rằng chúng ta có thể tẩy được. Thì xây dựng nên một việc gì đấy vốn dĩ rất là khó, nên trước khi cầm một cục tẩy để tẩy đi bất kỳ ai và tẩy đi bất kỳ điều gì, tôi nghĩ là mình cần phải cân nhắc. Vậy thì là một thành viên ở trong hội đồng thẩm định phim thì chị nghĩ rằng là ý kiến đóng góp của chị để mà chúng ta có thể hoàn thiện được cái quy chế đánh giá phim cũng như là những cái điều mà chúng ta vừa trao đổi về cái lối sống của nghệ sĩ ra sao? Thực ra tôi nghĩ là tôi không cần phải là một thành viên của hội đồng thẩm định hoặc phân loại thì tôi mới có quyền được nói những điều này. Nhưng mà cũng rất may mắn là bởi vì tôi đã không còn là thành viên của hội đồng thẩm định và phân loại nữa. Cái việc mà tôi rời khỏi cái hội đồng thẩm định và phân loại ấy, nó cũng là một cái quyết định để mình cho thấy rằng là hoàn toàn hai cái việc này là việc độc lập. Việc chúng ta là một người công dân trong xã hội và sống đạo đức, tuân thủ theo cái triết lý cũng như cái tư tưởng sống của chúng ta, và việc chúng ta giữ gìn cho cái hình ảnh của chúng ta hoặc con người nghệ sĩ của chúng ta, nó là hai cái công việc mà tôi nghĩ một công dân nói chung, một người nghệ sĩ nói chung thì họ luôn luôn cố gắng. Nếu như trong trường hợp họ không làm được điều đó, xã hội có quyền lên tiếng, nhưng xã hội lên tiếng ở góc độ của công chúng. Còn nếu xã hội lên tiếng ở góc độ của quyền lực luật pháp, của cơ quan quản lý, thì tôi vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng là cái sự lên tiếng này phải hết sức cẩn trọng. Đặc biệt là nếu như bạn muốn nhân danh cơ quan quản lý mà cầm một cục tẩy để tẩy trắng tất cả, thì chuyện đó là tôi nghĩ thực sự chúng ta phải suy nghĩ lại, vì chúng ta đã có quá nhiều bài học lịch sử ở các quốc gia khác, không phải chỉ với Việt Nam đâu. Nó đã là những cái vết mà mình gần như không thể khôi phục lại được. Rất nhiều quốc gia cũng đã cảm thấy ân hận vì cái việc làm đó rồi. Việt Nam không lý do gì phải làm như vậy. Dạ vâng, xin được cảm ơn những ý kiến của chị, và tôi nghĩ rằng thì chúng ta đều có quyền để viết nên những cái suy nghĩ của mình, cũng như là chúng ta tẩy những cái điều gì thì chúng ta cũng phải có căn cứ. Tôi cũng hết sức đồng cảm điều đó. Xin được cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, thực tế đã cho thấy rằng chúng ta cũng cần có những động thái cảnh báo, thậm chí là những hình thức kỷ luật với những nghệ sĩ có lối sống lệch chuẩn, vi phạm quy tắc đạo đức, bởi họ là những người của công chúng và có tầm ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Thế nhưng một tác phẩm điện ảnh lại có sự đóng góp của rất nhiều những nghệ sĩ. Bởi vậy là quyết định dừng chiếu phim hay là chúng ta rút những cái tác phẩm điện ảnh nêu trên cần phải cẩn trọng trên mọi phương diện để đảm bảo tính công bằng. Và nội dung này thì cũng đã khép lại bản tin chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn.